nhiều con ấy, em muốn phải có tầm 5 đứa con để lớn lên nó sẽ giống như trong phim Bố Già, nó sẽ đánh nhau tranh giành tài sản và kiểu em sẽ ngồi đấy kiểu. Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã hạnh phúc thông báo tin vui về việc gia đình cô có thêm thành viên mới. Cụ thể, anh trai của người đẹp vừa chào đón con đầu lòng vào hôm nay. Đáng chú ý, nàng hậu còn chia sẻ, anh tôi làm bố rồi, tôi cũng đi lấy chồng đây. Chẳng biết đây chỉ là lời đùa vui hay là động thái nhã hàng đến từ người đẹp, song cư dân mạng đang rất sốt sắng trước chia sẻ của Mai Phương Thúy, bởi lẽ hiện tại người đẹp đã chạm ngưỡng 35 tuổi, có nhan sắc mặn mà và khối tài sản đáng nể. Song Mai Phương Thúy vẫn xuất hiện lẻ bóng và rất hiếm khi chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Ngoài ra từng có tin đồn rằng cô nàng đã có con gái riêng với một đại gia, thực hư ra sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Mai Phương Thúy là một trong những hoa hậu kín tiếng về chuyện riêng tư nhất showbiz Việt. Bởi vậy, một lần hình ảnh hoa hậu Việt Nam 2006 dắt tay một bé gái của một người đàn ông khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ngoài ra, hình ảnh hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện trong phòng sinh và loạt hình ảnh của người đẹp bên cô bé này khiến người hâm mộ đồn đoán trái chiều. Thậm chí, cô bé xuất hiện bên cạnh hoa hậu Việt Nam 2006 được cho là con riêng của người đẹp với một vị đại gia. Theo chị Phương Trâm, mẹ của cô bé cho biết, từ khi tin đồn Mai Phương Thúy mang bầu và sinh con gái khiến bé Ella cũng không khỏi băn khoăn. Thậm chí, có người bình luận mẹ Thúy, hoa hậu Mai Phương Thúy cướp chồng của người ta và chửi bới lung tung. Chưa dừng lại ở đó, tôi cũng bị nói là mang bầu hộ Thúy và đồn đoán ác ý, con gái tôi hiện đang học lớp 3, con rất yêu mẹ Thúy nên khi đọc được những thông tin này khiến con rất hoang mang. Qua sự việc này, tôi cũng dạy cho con gái hiểu hơn về sự phức tạp của mạng xã hội. Ngoài ra, chị Phương Trâm cũng khẳng định, thông tin hoa hậu Mai Phương Thúy mang bầu cách đây mấy năm trước là đồn đoán sai sự thật, Mai Phương Thúy chưa lấy chồng và chưa mang bầu lần nào, còn Mai Phương Thúy thì vẫn im hơi lặng tiếng không đính chính gì. Mai Phương Thúy đăng quang hoa hậu Việt Nam 2006. Hiện tại, dù đã hạn chế tham gia những hoạt động của làng giải trí nhưng Mai Phương Thúy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi lần xuất hiện. Đề cập đến được kia của mình, hoa hậu Mai Phương Thúy từng tiết lộ về người bạn trai cô quen từ năm 20 tuổi. Cả hai đã có 10 năm yêu đương nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn. Nếu lấy chồng thì hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô cũng không thông báo vì không thích công khai. Nếu tôi lấy chồng, người ta sẽ gọi tôi với danh xưng vợ của ai đó. Do đó, nếu tôi có kết hôn, chỉ có Ủy ban Nhân dân phường biết thôi, còn lại không ai biết hết, Mai Phương Thúy từng chia sẻ. Năm 2018, Lưu Phước Thịnh từng khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ thông tin có một thời gian hẹn hò với Mai Phương Thúy. Cụ thể, trong talk show Một Tiếng Kể Hết, anh nói: "Chúng tôi đã từng là người yêu của nhau, bây giờ chúng tôi không yêu nhau nữa, tôi và Thúy vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Bây giờ mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi vẫn có cảm giác như trong một mối quan hệ. Tôi và Thúy là hai thế giới quá giống nhau, giống đến mức không có điểm giao nhau được. Giống về cả tư duy, tính cách nên không thể chạm vào được", Nu Phước Thịnh cho biết. Hiện tại, Mai Phương Thúy và Nu Phước Thịnh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết khiến fan ngưỡng mộ. Năm 2021, trong chương trình Sức Giống Việt Nam, Mai Phương Thúy bất ngờ đề cập đến deadline hôn nhân. Cô mong muốn trở thành cô dâu 40 tuổi để hot nhất showbiz. Cái thời mình 20 mấy, nếu mình tổ chức đám cưới thì không thể nào hot bằng Tăng Thanh Hà. Còn tuổi 30 thì cũng còn nhiều đối thủ trong showbiz hot hơn mình quá, nhưng đến 40 tuổi thì chắc hot nhất là mình rồi. Cô dâu duy nhất và hot nhất, dự là trước 40, còn không được nữa thì Thúy quyết sẽ làm cô dâu U50 cho thiên hạ trầm trồ, diễn viên 8X hài hước chia sẻ. Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã hạnh phúc thông báo tin vui về việc gia đình cô có thêm thành viên mới. Cụ thể, anh trai của người đẹp vừa chào đón con đầu lòng vào hôm nay. Đáng chú ý, nàng hậu còn chia sẻ, anh tôi làm bố rồi, tôi cũng đi lấy chồng đây. Chẳng biết đây chỉ là lời đùa vui hay là động thái nhã hàng đến từ người đẹp, song cư dân mạng đang rất sốt sắng trước chia sẻ của Mai Phương Thúy, bởi lẽ hiện tại người đẹp đã chạm ngưỡng 35 tuổi, có nhan sắc mặn mà và khối tài sản đáng nể. Song Mai Phương Thúy vẫn xuất hiện lẻ bóng và rất hiếm khi chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Trước đó, Mai Phương Thúy từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò đại gia nhưng không bao giờ lên tiếng xác nhận. Những mối tình đi qua đời cô chỉ được chia sẻ một cách úp mở, không công khai rõ ràng danh tính nửa kia. Mối tình công khai duy nhất của cô là với ca sĩ Nu Phước Thịnh. Tháng 10 năm 2018, Nu Phước Thịnh công khai từng yêu Mai Phương Thúy. Tại thời điểm đó, nam ca sĩ cho biết cả hai đã hết yêu nhưng vẫn là bạn thân của nhau. Chia sẻ về chuyện tình của mình, Mai Phương Thúy nói: "Nếu yêu Nu Phước Thịnh, tôi chỉ muốn cưới luôn và sinh con cho anh ấy. Đó chỉ là trí tưởng tượng thôi. Còn thực tế, tôi nghĩ tôi và Nu Phước Thịnh sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời. Hiện tại, người đẹp vẫn đang độc thân và tập trung xây dựng sự nghiệp cho riêng mình." Những năm gần đây, nàng hậu sinh năm 1988 nổi tiếng với vai trò doanh nhân, nhà đầu tư. Mai Phương Thúy bén duyên với chứng khoán từ năm 2014 và xem đây là nghề kiếm cơm chính. Cô quyết định rời xa giới showbiz để tập trung cho các dự án kinh doanh, đầu tư và thể hiện tài phán đoán, phân tích gây bất ngờ. Xuất thân từ sinh viên ngành kế toán kiểm toán tại Đại học RMIT, Mai Phương Thúy có khả năng đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tự phân tích các số liệu, nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật của các mã chứng khoán rồi đưa ra dự đoán, nhận định, đánh giá để quyết định đầu tư.
Theo nàng hậu, đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhiều kỹ năng, phù hợp với người ham học và chịu được áp lực cao. Muốn thành công ở lĩnh vực này, bạn phải là người giỏi quan sát, phân tích tốt trước tiên, sau đó là khả năng chịu đựng các tra tấn về tinh thần tốt, IQ lẫn IQ đều phải cao, Mai Phương Thúy từng chia sẻ. Hiện tại, nàng hậu vừa kinh doanh, điều hành công ty riêng và vừa đầu tư vào nhiều công ty, sở hữu năng lực nhạy bén trong ngành này, Mai Phương Thúy nhanh chóng gây dựng được tên tuổi và khối tài sản lớn ở tuổi 34. Nàng hậu từng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển tới một căn hộ khác ở quận 1. Ngoài ra, phải kể đến những căn hộ chung cư cao cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc và Hà Nội của cô. Không mấy khi nói về sự giàu có của mình, nhưng nhìn những món đồ mà Mai Phương Thúy sử dụng thường ngày, ai cũng hiểu nàng hậu chính là một tay chơi hàng hiệu. Cô sở hữu bộ sưu tập đồng hồ triệu đô đến từ các thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới như Patek Philippe, Rolex. Cùng với đó là những chiếc túi sách, những đôi giày và các loại phụ kiện đắt đỏ. Bên cạnh công việc đầu tư chứng khoán, bất động sản, Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cô còn là chủ của một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên. Mai Phương Thúy cũng đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh. Đừng quên để lại bình luận góp ý cho kênh Ống Kính Hậu Trường nha. Cho phép cô Kiến Huy được gửi lời chúc Tết tới tất cả khán giả. Một cái Tết thứ nhất là lúc nào cũng thật là khỏe mạnh, bởi vì sức khỏe lúc nào cũng quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là lúc nào cũng cười thật tươi, vui ơi là vui trong suốt năm. Và đặc biệt là những cái điều mà nó hơi xui xui, những cái điều nó không may mắn của năm cũ sẽ tan biến hết. Và đón chào một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, và lúc nào cũng đón tài lộc đầy nhà. Chúc mừng năm mới. Chúc cho quý vị điều đầu tiên quan trọng nhất là sẽ có thật là nhiều sức khỏe, và tiếp đến là sẽ có thật là nhiều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, và tất cả những điều mà người mong muốn cho năm mới đều sẽ thành sự thật nhé. Chúc mừng năm mới.